Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Thiện Bình sẽ review cho tất cả các anh chị một lô đất tại Bình Châu của Bà Rịa Vũng Tàu. Với tổng diện tích của lô này là 1.300 m² phải không Thiện Bình? Đúng rồi, 1.300 m². Nhưng mà trên sổ thì có khoảng 959 m² thôi, còn lại là 300 m² là nằm ngoài sổ. 300 m² nằm ngoài sổ phải không? Bình thường. Đây thì bây giờ mình nói sơ về con đường đây. Thì con đường phía trước là bây giờ nó đang chuẩn bị làm đường rồi nè. Hệ thống nước nhựa nè. Luôn nha. Hả? Đường nhựa luôn. Đường nhựa sau này làm đường nhựa rất là đẹp và có hệ thống gọi là thoát nước nè. Rồi đường nước vào tới nơi và đường rất là rộng là khoảng là 8 m xe hơi tránh nhau. Đó. Nên sau đây là một con đường gọi là song song với con đường chính trục ven biển ở Bình. Thì sau này là rất là đẹp và sau này có thể là đây là đông dân cư. Đúng rồi, thuận tiện để nghỉ dưỡng đấy. Đúng rồi, thuận tiện để nghỉ dưỡng làm homestay ha. Thì mình đi sâu sơ qua và vào lô đất tí xíu. Đất ở đây thì rất bằng và rất là đẹp ha. Rất bằng, rất là đẹp. Thì ở đây á, thì đất là trong đó là có 300 m là thổ cư Phong Bình. Đúng rồi, 300 m thổ cư. Và mình có thể là tiện lên thổ cư thêm để mình có thể là xây dựng nè, làm homestay hay là như thế nào đó thì tùy. Và có một cái điều đặc biệt là với cái đường chim bay á, thì cách biển tầm khoảng hơn 600 m thôi. Đó, thì Phước Sửu sẽ bay lay cam và chụp hình ở trên cao để cho mọi người thấy rõ hơn cái từ miếng đất là nhìn ra biển. Nên mọi người có thể di chuyển ra biển có khoảng 2 đến 3 phút là mình có thể là ra đến biển của Bình Châu. Thì nói về không khí và thời tiết ở tại cái nơi này thì nơi đây có một cái là một nơi gọi là khí hậu thời tiết rất là mát mẻ đó mình. Thì ở đây thường thường là ở đây là khí hậu ở cái Bình Châu này thường thường thấp hơn những cái tỉnh lân cận là tầm khoảng 3 đến 5 độ C. Và ở đây có gió biển nên thường xuyên là mát mẻ. Thì hôm nay thì Thiện Bình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái di chuyển của cái lô đất này. Thì Thiện Bình có thể nói là giờ từ cái vị trí Hồ Tràm này thì mình di chuyển đến lô đất này thì khoảng bao xa? Nếu mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì nó đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và 2 tiếng đồng hồ ha. Nói về hạ tầng và đầu tư ở Hồ Bình Châu hiện tại thì đang rất là tốt, vì hiện tại rất là nhiều cái dự án nó đã được phê duyệt, và đặc biệt là những của Novaland là cái dự án Ocean Bình Châu ở chỗ với lại cái Safari Bình Châu nữa là do Novaland luôn triển khai. Thì cái dự án này đã phê duyệt 1.200 rồi, thì đâu đó thì sẽ triển khai trong năm sau thôi. Đấy, thì về đường đi thì hiện tại là đường chuẩn bị đường là đường nhựa rồi, nên là con coi như là đất ở đây rất là phát triển nữa. Nhưng mà khi Bình nghĩ là khách hàng mua cái lô đất này thì khách hàng sẽ là thừa hưởng những cái tiện ích như thế nào ở khu vực này? Ở đây thì nói chung là nó cách biển không xa, nó chỉ có 700 m thôi, nên là mình có thể là vừa nghỉ dưỡng vừa đi hưởng thụ về cái không gian hay cả khó nha. Không gian rất là mát mẻ tại khu biển phải không? Thì cho mình nói sơ qua tí xíu là nghe đâu là cách đây là rất là gần với biển, cái chợ Hồ Tràm luôn, có chợ hải sản cực kỳ tươi và ngon. Thì cách đây thì cách cái chợ đó khoảng bao xa? Ở đây thì cách cái cảng biển Hồ Tràm thì cũng khá gần. Bình Châu, cách cảng biển Bình Châu thì cũng khá gần, cách đây khoảng 2 cây số thôi. Nên là mình muốn ăn hải sản tươi hay là muốn bạc ti gì đó thì có thể là đến đó mua xong về nhà tự xử. Rồi còn là di chuyển đến Hồ Tràm thì một tổ hợp tiện ích thì trong đó có casino nè, casino nè, sân golf nè, rồi bar nè, khách sạn nè, nhà hàng đầy đủ tất cả các tiện ích. Thực ra thì Hồ Tràm thời gian tới, Hồ Tràm với Bình Châu là sẽ là một cái thủ phủ du lịch mới của Bà Rịa Vũng Tàu, thay cho thành phố Vũng Tàu nó đang rất là chật chội và không có được quy hoạch đồng bộ. Nên là ngay chỗ từ cái khúc mà ngã tư Hồ Tràm tới tới Bình Châu này nó là những cái bãi biển rất là đẹp, còn rất là còn hoang sơ, nên là
là rất là dễ quy hoạch, và hầu như là tất cả các dự án lớn nó đã nhảy vô nó làm, thì nó làm cho cái khu vực này nó được quy hoạch một cách đồng bộ hơn so với Vũng Tàu. Nên là đây sẽ là thủ phủ mới của du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu. Quá tuyệt vời không? À, xa xa kia là một số cái căn nhà gọi là xây dựng gọi là homestay, homestay để cho đúng thuê. Thì trục đường này đã có hai cái homestay rồi. À, trục đường này đã có hai homestay rồi. Và một cái khách sạn. Và một khách sạn. Thì thường thường một cái homestay ở đây thì cho thuê theo đêm phong bình, theo đúng ngày rồi, phải không? Đúng rồi, đúng thì rồi. Một ngày thì cho thuê một khoảng bao nhiêu? Tầm 300 đến 500 đó anh Sụn. Là 300 đến 500 một ngày phải không? Đúng hơn, rồi, hợp lý hơn rồi. Hơn so với khách sạn nhiều phải không? Đúng rồi. Lượng khách sau này sau như cái mùa dịch này đổ về đây cũng tương đối rất là nhiều phải không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của Phước Sửu và Thiện Bình. Thì Phước Sửu và Thiện Bình sẽ review rất là nhiều cái sản phẩm nhà đất gọi là giá cực hot tại Hồ Tràm. Thì mong các anh chị là hỗ trợ và subscribe kênh, like và bình luận nếu mà có nhu cầu, để Phước Sửu và Thiện Bình sẽ tìm cho quý anh chị nhiều cái sản phẩm cực kỳ hot để vừa gọi là ở homestay tại bà biển Bình Châu này, và đồng thời là một cái cơ hội đầu tư rất là hot, bởi vì có nhiều rồi sắp tới có nhiều cái cơ sở hạ tầng và nhiều cái hướng để phát triển về hướng về Bình Châu, nhất là gần đây là rất gần xuống nước nóng Bình Châu phải không mình? Đúng rồi. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà và tất cả các anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.